Hồ Bích Trâm xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình Nhật ký hạnh phúc. Chương trình Nhật ký hạnh phúc sẽ cung cấp cho quý vị khán giả những thông tin bổ ích về những vấn đề xoay quanh cuộc sống hàng ngày, và thông qua những câu chuyện, những tình huống, chuyên gia cũng như là những y bác sĩ hàng đầu hiện nay sẽ cho chúng ta những cái lời khuyên chân thành và tốt nhất. Và quý vị khán giả sẽ có nhiều thêm cái bí quyết nè, về cuộc sống nè, về gia đình nè, về bản thân nè, giúp cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn. Và với chủ đề ngày hôm nay đó chính là dinh dưỡng cho trẻ em, thì chúng ta sẽ được đồng hành và được gặp bác sĩ khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Thống Nhất. Xin giới thiệu bác sĩ Dương Quốc Phong ạ. Xin chào Bích Trâm, xin chào quý vị khán giả của chương trình Nhật ký hạnh phúc. Mình là thạc sĩ bác sĩ Dương Quốc Phong, hiện là giảng viên của khoa Y Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời cũng là bác sĩ điều trị tại khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh. Rất vui vì được tham gia với chương trình và chia sẻ những cái kinh nghiệm với mọi người. Bé Bông năm nay đã được 4 tuổi rồi, nhưng bé chỉ ăn được cháo hoặc thức ăn được xay nhuyễn mà thôi. Mẹ bé Bông là chị Ngọc rất kỹ tính, mẹ sợ Bông ăn nhanh bị nghẹn. Một phần cũng vì Bông là một đứa trẻ rất hấu ăn, Bông chỉ cần nhìn thấy đồ ăn là đã mừng rỡ. Chính vì vậy mà đồ ăn dành cho Bông là các món cháo, cháo hầm nước thịt, cháo ốc, cháo phô mai, quanh đi quẩn lại toàn là cháo. Một ngày nọ, Bông bỗng nhiên trở nên biếng ăn. Dù cho mẹ Bông có tìm cách dụ dỗ để Bông ăn, bé Bông nằng nặc: "Con không ăn đâu, con không thích món này." Một hôm, Bông vừa ngủ dậy, trước mắt Bông có rất nhiều bánh kẹo đầy màu sắc, nào là sô-cô-la, kẹo, bánh kem do chính bà Ngọc, bà nội của Bông đem tới. Bông liền chạy tới quấn lấy bà: "Cháu thương bà nhất trên đời." Bà Ngọc vì thương cháu gái mình, biết cháu thích ăn nhưng mẹ lại bắt bé ăn cháo, đâm ra chán ăn. Nhìn cháu mình ăn kẹo bánh ngon miệng mà bà vui lòng. Sau đó, bà tập cho Bông ăn những món mà Bông chưa từng ăn như cơm, rau, thịt cá. Nhưng Bông vừa ăn muỗng cơm thôi là đã bị nghẹn. Bà ân cần động viên: "Từ từ con sẽ quen, không sao hết, cố lên bé Bông của nội." Khi bà đang lén tập cho cháu ăn cơm thì đúng lúc mẹ Bông về. Chị Hạnh và mẹ mình là bà Nga đã có một cuộc tranh cãi và bên nào thì cũng có lý lẽ riêng của mình. Bà Ngọc lớn tiếng: "Con không biết gì hết, bé Bông đã 5 tuổi đầy đủ răng rồi, bé có thể ăn cơm được rồi, ăn cháo mãi thì sao đủ chất." Còn chị Ngọc thì kiên quyết trả lời mẹ: "Cháo con chuẩn bị cho cháu luôn đầy đủ chất, chẳng thiếu thứ gì. Hiện tại thì bé Bông còn nhỏ nên con muốn để cháu phát triển tự nhiên. Trẻ con thì không nên ép buộc mẹ à." Vậy theo bạn, bổ sung dinh dưỡng cho trẻ như thế nào mới là đúng cách? Thưa quý vị, vừa rồi thì chúng ta vừa được xem một cái tình huống mà Trâm nghĩ là sẽ rất là thường gặp ở rất là nhiều gia đình có con nhỏ hiện nay. Và để hiểu thêm cũng như là có kiến thức hơn, để chúng ta cùng trò chuyện và trao đổi với lại bác sĩ Dương Quốc Phong ngày hôm nay nhé. Thưa bác sĩ, là khi mà chúng ta coi tình huống xong á, thì bác sĩ nghĩ như thế nào về cái tình huống vừa rồi? Thì trong cái tình huống vừa rồi á, thì là ở đây á, là có một cái sự mâu thuẫn giữa người mẹ và người bà, thể hiện qua cái việc là tư vấn về chế độ dinh dưỡng cho đứa nhỏ. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất là nhiều phụ huynh á, cứ nghĩ rằng là chỉ cần cho con mình ăn đủ thịt nè, cá nè, rồi sữa nè là đã đủ dinh dưỡng rồi. Vậy thì đã đủ dinh dưỡng hay chưa? Về định nghĩa dinh dưỡng thì nó là một cái khái niệm là thông qua cái việc là mình đưa những cái dinh dưỡng, những cái chất cần thiết vào trong cơ thể để mà cho tế bào của mình nó có thể duy trì được sự sống thông qua các loại thức ăn. Thì cái quá trình dinh dưỡng là bao gồm các hoạt động là ăn uống nè, mình vận chuyển các chất dinh dưỡng, hấp thu các chất dinh dưỡng, chuyển hóa chất dinh dưỡng và sau đó là bài tiết các chất thải ra khỏi cơ thể. Thì hiện giờ là có rất là nhiều phụ huynh mình nghĩ là chỉ cần là cho ăn thịt, cá, sữa thôi là nó đã đủ dinh dưỡng rồi, thì cái quan niệm này là hiện tại là chưa có hợp lý. Các chất dinh dưỡng nói chung là nó được chia thành là 4 nhóm chủ yếu, là gồm có là đạm nè, chất béo nè, chất đường nè và chất xơ và các vitamin và khoáng chất. Thì riêng thịt, cá và sữa đó nó chỉ ưu thế về cái đạm và cũng như là có thêm một ít chất béo ở trong đó thôi. Vì vậy là nếu như mà chỉ tập trung vào thịt, cá và sữa thì lúc đó là nó sẽ không cân bằng đủ các chất và từ đó là nó không thể nào mà giúp cho đứa trẻ phát triển toàn diện được. Thì thật ra em thấy là bây giờ có nhiều trẻ em á là cũng bị không có chịu ăn rau củ quả nữa. Cái đó thì mình có thể khắc phục như thế nào không ạ? Khi mà mình cung cấp chất xơ vô thì cơ thể của trẻ nó sẽ khỏe hơn, nó da dẻ này nọ hồng hào hơn.
Thật sự thì đây cũng là một cái vấn đề rất là đau đầu của nhiều phụ huynh. Riêng cái chất xơ thì khi mà đứa trẻ đó vừa tập ăn thì cái chất xơ nó lại có, nó tạo một cái cảm giác là nó có nhiều cái giống như là cái xác, cái gọi là cái xác ha, thì đứa nhỏ nó sẽ cảm thấy là khó chịu ở trong cái miệng và nó sẽ khó trong cái việc ăn những cái chất đó. Thì mình có thể là đầu tiên là tập bằng cách là đa dạng những cái loại rau củ quả và chọn những cái loại mà rau nó có tính chất là nó mềm và nó dễ tiêu ha. Có thể là bắt đầu bằng những cái loại là ví dụ như su su hoặc là cà rốt ha, nó có nhiều màu sắc thì từ đó là nó kích thích được cái sự thích thú của đứa nhỏ. Nó nhìn thấy cái màu nó quá lạ ha, thì nó sẽ có thể là nó sẽ bóc để mà nó thử, nó nếm thử. Phụ huynh mình cũng có thể là hướng dẫn ha, mình có thể là làm mô phỏng. Thì với những đứa nhỏ đó thì đa số là cái tính chất của nó là bắt chước người lớn, người lớn làm cái việc gì thì nó sẽ làm cái việc đó ha. Vì vậy là khi mà mình chuẩn bị một mâm rau củ quả nó có nhiều cái màu sắc ha, là nó đã kích thích đứa nhỏ rồi, thì người lớn làm cái động tác là mình có thể là mình bóc một miếng mình ăn trước ha, và trước mặt đứa nhỏ, và mình có thể là khen cái món này nó ngon quá ha. Thì từ đó đứa nhỏ nó sẽ thấy được người lớn cũng ăn khen ngon ha, mình bày tỏ cái sự hạnh phúc thì đứa nhỏ nó cũng sẽ nó nghĩ là cái món đó là ngon thực sự, và nó sẽ có thể là bóc để mà ăn thử. Người lớn của mình phải bày tỏ được cái sự là hoan nghênh nó, con ăn được như vậy rất là tốt ha, khuyến khích đứa nhỏ nhiều hơn, thì từ đó đó là nó sẽ dần dần là tăng cái khả năng thích thú của đứa nhỏ đối với các loại rau củ quả. Hồi nãy là nghe bác sĩ nói là mình phải cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho trẻ thì bắt buộc là mình phải cân bằng. Vậy thì chế độ dinh dưỡng cân bằng là như thế nào ạ? Mình gọi là cân bằng thì nó phải có những cái tỷ lệ phù hợp theo từng cái độ tuổi cũng như là giới tính của đứa nhỏ. Thì riêng đối với trẻ em ha, thì nó sẽ khác với người lớn của mình, vì cái nhu cầu chất béo của trẻ em nó sẽ hơi cao hơn so với người lớn một chút. Chất béo là nó rất là cần thiết cho sự phát triển hệ thần kinh của trẻ nhỏ, đặc biệt là những trẻ mà trong 2 năm đầu của cái tuổi đời của nó ha, thì lúc đó là cái giai đoạn để mà phát triển thần kinh. Những cái neuron thần kinh là quan trọng nhất. Vì vậy là cái nhu cầu chất béo tại thời điểm đó thì nó cao hơn so với người lớn. Đối với những trẻ em thì tỷ lệ chất béo là chiếm khoảng 30% trong cái khẩu phần thức ăn, và 20% còn lại là lượng đạm, và 50% là nhu cầu về đường. Bên cạnh đó là cũng cần phải cung cấp đầy đủ các vitamin và các khoáng chất vi lượng để mà có thể phù hợp cho sự phát triển của đứa nhỏ. Xét riêng về từng nhóm chất ha, thì riêng là về cái chất béo ha, thì mình nên cân bằng giữa cái nhóm là cái chất béo no và chất béo không no. Tức là chất béo no tức là những cái loại mà từ mỡ của động vật, còn chất béo không no thì nó là từ những cái thành phần ví dụ như là dầu thực vật hoặc là những cái loại mà mỡ cá. Vì vậy là mình nên có cái sự xen kẽ giữa chất béo no và chất béo không no. Rồi, thứ hai nữa là về cái nhóm về protein, tức là về nhóm đạm ha, thì mình nên có cái sự đa dạng trong cái loại thực phẩm, nguồn đạm từ động vật và nguồn đạm từ thực vật. Thì đối với đứa nhỏ ha, thì cái nguồn đạm từ động vật nó sẽ có thể hơi ưu tiên hơn một chút xíu, vì cái tỷ lệ hấp thu của nó sẽ cao hơn và giúp đứa nhỏ hấp thu dễ hơn. Về cái nhóm đường, ở trẻ em thì cái nhu cầu chuyển hóa của nó cao hơn so với bình thường. Do đó là mình có thể là cung cấp những cái loại đường từ những cái loại thực phẩm khác nhau, ví dụ như là từ sữa nè, có thể là cung cấp một ít bánh kẹo cho nó luôn cũng được nữa, không có cần quá ràng buộc là tuyệt đối tránh. Hồi đó giờ mình cứ nghĩ là trẻ con thì không được nên ăn kẹo, hoặc là cung cấp nhiều chất béo quá sẽ khiến cho con của mình nó bị béo phì. Cứ nghĩ như vậy là nhiều khi mình thấy cháu của mình ăn kẹo nhiều quá nè, hoặc là nó ăn nhiều tinh bột quá, hoặc là ăn những cái chất gì mà nó có nhiều chất béo quá mình cũng cấm nữa. Thì hôm nay là khi mà bác sĩ phân loại ra cho mình thì mình mới hiểu được là ở độ tuổi nào thì cần cung cấp cái gì cho con của mình đó. Nhưng mà Trâm thấy là hiện giờ là có nhiều gia đình đó có một cái vấn nạn mà họ cũng rất là suy nghĩ, rất là lo lắng, đó chính là cái sự béo phì. Tại vì có nhiều đứa trẻ nó có độ hấp thu của nó quá tốt đi, cho nên khi ăn cái gì vô nó cũng mập nữa. Vậy thì bác sĩ có thể cho quý vị khán giả biết là béo phì là những gì, và bệnh béo phì này thì nó có di truyền hay không ạ? Thì béo phì là một cái tình trạng là khi mà cái nguồn năng lượng cung cấp vào trong cơ thể của mình là nó cao hơn so với cái nhu cầu thực tế. Từ đó những cái năng lượng nó dư thừa đó nó sẽ được chuyển hóa và được cái tế bào của mình hấp thu và tạo thành những cái tế bào mỡ, và nó tích tụ ở những cái phần khác nhau trong cơ thể của mình. Ví dụ như là ở phần bụng ha, phần tai, phần đùi, thì từ đó là nó làm cho đứa trẻ nó phì ra, và mình gọi là một cái tình trạng là béo phì. Thực sự là tới thời điểm hiện tại thì hơn 90% các trường hợp là béo phì là do cái chế độ ăn uống và sinh hoạt không hợp lý. Còn 10% còn lại ha, thì nó mới là liên quan tới các trường hợp là những cái bệnh lý hoặc là những cái cơ địa về di truyền. Xét về cái việc mà tiêu thụ năng lượng ha, thì mình sẽ xét hai yếu tố. Thứ nhất là về cái vấn đề là nhập vào
và thứ hai là vấn đề về tiêu thụ. Thì đối với vấn đề nhập vào ha, thì là nó thông qua cái đường ăn uống, tức là đứa nhỏ nó ăn quá nhiều so với cái nhu cầu của nó, đặc biệt là nhóm đường và nhóm chất béo, thì nó sẽ làm tăng cái nguy cơ tích tụ mỡ và nó gây thừa cân. Xét về vấn đề tiêu thụ thì hiện tại là những đứa nhỏ đó là đa số là mình thấy là cái thói quen mà sử dụng về điện thoại hoặc là xem tivi á, nó tác động không chỉ đến người lớn mà cả đứa nhỏ nữa. Bây giờ là người lớn đa số là muốn đứa nhỏ nó ngồi ăn yên một chỗ thì có thể là bật cái kênh YouTube hoặc là mở tivi cho nó xem. Và lúc nào thì cũng đưa điện thoại cho đúng nó. Đúng rồi, đúng rồi. Khi mà nó ăn vào như vậy á, là thứ nhất ha, là nó không cảm giác được là có cảm giác đói hoặc là no tuyệt đối. Nó cứ ăn theo cái quán tính là hả họng ra rồi ăn, hả họng ra rồi ăn thôi. Đút bao nhiêu thì nó ăn bấy nhiêu, ngừng đút thì nó ngừng ăn. Rồi thứ hai nữa ha, là nó tạo thành một cái thói quen là đứa nhỏ nó thích ngồi một chỗ, ít vận động ha. Thì một khi mà nó ít vận động thì là cái khả năng mà để mà nó đào thải và nó sử dụng những cái loại năng lượng dư thừa trong cơ thể của nó đó thì giảm đi rất là nhiều. Bên cạnh cái việc là ăn uống thì cũng cần chú ý tới vấn đề là hoạt động thể chất của đứa nhỏ, và cái việc mà sử dụng cái điện thoại hoặc là tivi là cũng cần phải điều chỉnh hợp lý. Và các tổ chức về dinh dưỡng là họ cũng khuyến cáo là đối với trẻ em dưới 2 tuổi thì mình tốt nhất là không nên tiếp cận với lại các phương tiện vô tuyến hoặc là truyền hình. Thường là đối với cái tình trạng là chỉ mới bắt đầu xuất hiện béo phì thì lúc đó mình có thể là điều chỉnh những cái hoạt động trong cơ thể. Tuy nhiên nếu như mà để cái tình trạng thừa cân này nó kéo dài thì nó có thể là tác động đến nhiều cái khía cạnh trong cái sự phát triển của đứa nhỏ. Đặc biệt nhất là khi mà cái tình trạng tích lũy cái lượng mỡ trong cơ thể nhiều quá thì nó làm cho đứa nhỏ đó là có một cái yếu tố rất là nguy hại là cái tình trạng dậy thì sớm ở cả nam và nữ. Nếu như mà lượng chất béo dư thừa thì hormone sinh dục nó sẽ được tạo ra sớm hơn và dẫn tới đứa nhỏ là sẽ có tình trạng dậy thì sớm. Mà dậy thì sớm thì nó được định nghĩa là xuất hiện ở những trẻ dưới 9 tuổi, đi kèm với những cái nguy cơ khác, đặc biệt là cái sự phát triển chiều cao của nó sẽ bị giới hạn đi và cũng sẽ xuất hiện những cái hiện tượng, những cái bệnh lý liên quan tới tim mạch cũng như là liên quan tới mạch máu giống như người lớn của mình. Nó đi kèm với những cái vấn đề là về cái hội chứng ngưng thở khi ngủ sẽ ảnh hưởng đến cái sự phát triển về cung cấp oxy cho não và phát triển hệ thần kinh của trẻ. Và cuối cùng là về vấn đề tâm lý, thì đối với những đứa nhỏ đó thì khi mà nó có cái ngoại hình nó lớn hơn so với những đứa trẻ khác đó thì nó dễ bị trêu chọc và đôi khi là tạo thành một cái tâm lý tự ti đối với đứa nhỏ. Và xin chân thành cảm ơn bác sĩ khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Thống Nhất, bác sĩ Dương Quốc Phong đã đến với chương trình và có những cái lời khuyên rất là hay và bổ ích cho nhiều gia đình hiện nay khi mà có con trẻ của mình ăn quá nhiều hoặc là bị béo phì. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ạ.